lược sử anh hùng dân tộc nguyễn trung, trung trực, trực tác giả thanh văn nguyễn trung trực dị anh hùng, hùng thở, trước, thở trước đem, đem chiếc thăng, thăng bảy thước chống sơn hà kiếm lè dung, dung bao máu giặc, giặc trang hòa từng lớp, lớp lớp đầu xa, xa trong lửa đỏ dừng, dừng tráng giọng thâu gồm bao chí cả mặt người sau sáng tỏ chí bình xanh. sanh Tiếng người gian giang, chuyển động máy kinh thành Chân người bước, bước gặp gình kinh, kinh vũ trụ Quân người tiến tặc thành không cố thủ Quân người đi phong vũ lạnh lùng an Đức người thanh như trăng dội rừng đêm Quay người giọng như trùng dương đại hải Thao lược đủ phá tan thành đoạt ải Chí tài dư canh cải dẫn Nam Hà nhưng tha ngôi đứng cao dài không tựa khách tài ba đời ngang dọc dòm nhòa trang sử lệ tướng giặc thấy người tài nên dắt nể đem quan sang quy lực dụ người hàng hừ mi lầm rồi dù dưng cả ngai vàng không chuyển động lòng ta thờ tổ quốc đừng tưởng chữ vinh hoa mà mua được lòng trung quân ái quốc của ta đâu đầu ta đây bay chớ nói gì lâu cứ chặt lấy để dinh thăng quần tước ta còn sống cũng làm văn đắc việt khi chết rồi thằng việt cũng là ta hồn tiêu diêu trở lại bến nam hà nói nghi dấu muôn ngàn năm văn hiến thác như thế hơn sống mà nhớ tiếng liếm gót dài quân địch để cầu vinh ai nhẫn tâm mong thủ lợi một mình quên tổ quốc quên lời quyền đồng chủng thế là hết nơi pháp trường đẫm máu một đầu rơi trời hỡi một đầu rơi nhưng danh thơm còn ghi tạc muôn đời và hùng khí của người ôi bất diệt nam mô À A-di-đà Phật. Phật.